Lan Va Nhân Hòa xin chào quý anh chị yêu lan trên cả nước. Chủ đề ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ cái thời điểm vàng để kích cái mầm gốc hiệu quả cho cái lan phi điệp. Mầm gốc phi điệp để kích được cái mầm gốc hiệu quả trong năm 2021 là vào khoảng thời gian từ 7 tháng 2 đến 21 tháng 2 dương lịch. Đây được gọi là cái thời điểm vàng để kích cái mầm gốc. Vậy thì lý do tại sao được gọi là thời điểm vàng? Vì cái ngày nập xuân của năm nay là mùng 3 tháng 2, tức ngày 22 tháng 12 âm lịch, ngày nập xuân là cái lúc kết thúc tiết hàn, nắng ấm bắt đầu xuất hiện. Đây là thời điểm vạn vật sinh sôi nảy nở, cây cối đâm chồi nảy lộc, đón ánh nắng mặt trời và bắt đầu một chu kỳ mới. Vạn vật thì luôn có cái giác quan thứ 6 về những cái thay đổi của thời tiết, cây lan phi điệp cũng vậy. Thế nên nếu mà kích cái mầm gốc bằng phương pháp tự nhiên trước cái thời điểm nập xuân khoảng 1 tháng, tức vào đầu tháng 1 2021, chúng ta bắt đầu cắt nước khoảng 10 ngày, sau đó tưới lại nước thật đẫm và giữ ẩm thường xuyên. Việc chuyển trạng thái đột ngột sẽ kích thích các mắt ngủ thức dậy. Kỳ thực nếu mà không kích thích thì đến cái thời điểm lan cũng vẫn cứ sẽ nảy mầm, nhưng tự mầm lan sẽ cảm nhận được thời tiết đất để cái nhú lên và bắt đầu có sự sống mới. Những cái gì cần làm từ đây đến đó là dưỡng cho cây mẹ tích cái chất mập thân để có thể đẻ và nuôi những cái đứa con thật là tốt. Theo kinh nghiệm thực tế của em thì nên dùng cái kích Ki Pro của Mỹ để làm mầm gốc và ki trên thân cho hiệu quả. Đây là sản phẩm tốt nhất như các nhà vườn và anh em chơi lan va hay dùng, tỷ lệ đạt cao và làm kinh tế tốt. Em xin chia sẻ cái hình ảnh mà Ki Pro Mỹ thì trên thị trường cũng có rất nhiều loại, thì tùy các anh chị có thể tin tưởng bạn bè anh em theo kinh nghiệm của những cái bạn bè đã sử dụng thì chúng ta có thể tin dụng sử dụng. Cách sử dụng thuốc kích Ki Pro Mỹ, đầu tiên thì chúng ta sẽ pha 2 ml thuốc kích Ki Pro Mỹ với 1 lít nước, xịt một lần để kích cái mầm hoặc là ra hoa. Khoảng 10 ngày sưng mắt đối với cây khỏe và cây yếu có thể sẽ chậm hơn một chút. Cái cách thứ hai là cạo nhẹ cái lớp lụa ở cái mắt ngủ sao cho cái lớp được lớp xanh non, rồi thoa vào cái mắt ngủ một lớp đủ để ướt, tránh làm tổn thương mắt. Mang vào trong nhà khoảng 10 ngày sưng mắt đối với cây khỏe, cây yếu sẽ ra chậm hơn hoặc là không ra. Trong trường hợp mà chúng ta bôi một lần không ra thì ngưng, không bôi lại, bôi mắt khác. Mỗi mắt chỉ bôi một lần duy nhất, không bôi nhiều mắt trong một giỏ, tối đa là 2 mắt. Với cách 3 thì chúng ta có thể dùng dao lam cắt nhẹ một vết cắt hình chữ V cách mắt ngủ chừng khoảng 1 cm. Sau đó bôi thuốc kích mầm, chồi Ki Pro Mỹ vào cái vết cắt để khô. Cuối cùng là bôi keo liền sẹo lên cái vết cắt. Cách thứ 4 là chúng ta có thể khoan chích, dùng mũi khoan tầm 1,5 ly hoặc 2 ly khoan vào cái vị trí gần cái mắt ngủ ở gốc hoặc là thân. Dùng cái ống tiêm đã hút thuốc kích Ki Pro Mỹ tiêm vào cái lỗ khoan, sau 15 phút thì bôi keo liền sẹo vào cái vết khoan. Lưu ý là trong cùng một cái điều kiện thì cái phương pháp cắt hình chữ V cho khả năng ra hoa cao hơn. Sau khi dùng cái phương pháp tiêm hoặc là bôi, nếu ta để nơi có độ ẩm cao, tưới phân đạm thì cái xác suất ra ki rất lớn. Ngược lại, nếu mà ta để ở nơi nhiều nắng, thoáng gió và tưới phân dầu lân, kali thì cái khả năng ra hoa rất là cao. Với một số trường hợp cần ươm ki nhưng lại có hiện tượng ra nụ thì ngắt nụ, giữ lại phần cuống và tiếp tục cái xử lý kích ki. Sau 24 giờ tưới nước lại bình thường, sản phẩm chỉ dùng một lần duy nhất. Đây là cái hình ảnh mà sau 15 ngày sử dụng kích Ki Pro Mỹ thì mắt đang có dấu hiệu bắt đầu sưng. Và đây là cái hình ảnh sau 15 ngày sử dụng kích Ki Pro Mỹ. Nhiều đói khó khăn nhưng tôi đây không sẽ gì ai, vẫn có bước đi trên đôi chân tôi suốt đêm ngày, không dối gian gì ai, cố vươn mình ngại mãi, chỉ mong sao tương lai từng bước lên cao. Cuộc sống ganh đua hơn thua khiến ta thêm sầu bi, nhà lớn xe sang nhưng khi xuôi tay lấy được gì, sống phải có trừ tâm chớ ham hại ai khác, trời sẽ thương ai trong phong ba biết vươn lên sẽ thành công.